Tỉnh Quảng Bình cũng vừa công bố 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi trong mùa mưa bão năm nay. Hơn 1.100 hộ dân có thể bị ảnh hưởng, ở trong đó 8 điểm nguy cơ cao, đặc biệt là Minh Hóa, huyện miền núi nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong mùa mưa lũ. Và đây là kết quả của cuộc rà soát các công trình, hồ chứa, vị trí nguy cơ cao sạt lở trước mùa mưa bão năm nay. Ở toàn tỉnh có 25 khu vực bờ sông, bờ biển bị sạt lở, tổng chiều dài là 53 km. Tỉnh Quảng Bình đã đầu tư 4 công trình chống sạt lở bờ suối và 1 công trình chống sạt lở đồi núi. Nhưng các công trình này đang gặp vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn. Quảng Bình cũng như khu vực miền Trung sẽ bước vào giai đoạn mưa lũ từ nay cho đến cuối năm. Trong đó thì tháng 10 và tháng 11 sẽ là giai đoạn cao điểm mưa lũ và cũng là thời điểm mà có các cơn bão áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng tới khu vực này. Mà còn tại Đắk Lắk thì cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài một tuần nay thì nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang chủ động phương án để có thể thu hoạch lúa. Theo ghi nhận thì mưa nhiều đã khiến cho gần 1.000 hecta lúa vụ hè thu sắp thu hoạch bị ngập nặng. Dự báo những ngày tới tiếp tục mưa, Ủy ban Nhân dân huyện Lắk đang huy động nhân lực, máy móc để thu hoạch sớm diện tích lúa hè thu có nguy cơ bị ngập. Với diện tích đã ngập nặng, địa phương hỗ trợ nông dân thu hoạch nhằm cứu vớt một phần diện tích, đồng thời tổ chức thống kê thiệt hại của người dân để đề xuất hỗ trợ theo quy định. Còn tại Bạc Liêu, mưa lớn cũng khiến cho việc thu hoạch lúa hè thu thêm khó khăn. Ước tính đã có gần 2.000 hecta lúa bị ngã đổ hoặc là bị ngập nước. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ thu hoạch mà năng suất và chất lượng lúa cũng bị giảm. Ở nhiều nơi, nông dân đang ngày đêm tập trung bơm tát nước trên đồng để có thể đưa máy vào thu hoạch lúa. Mục tiêu trước mắt là gặt xong gần 10.000 hecta lúa đang trong giai đoạn thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào mùa chiều cường. Theo dự báo, các đợt chiều cường sắp tới sẽ ở mức cao, nguy cơ ngập cũng nặng nề hơn. Tại Cần Thơ, ngay trong đợt chiều cường rằm tháng 7 âm lịch vừa qua, ở nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố bị ngập nặng, ảnh hưởng giao thông. Đợt chiều này cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 4 cm và đến sớm hơn nhiều năm. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường nhằm tăng năng lực thoát nước khu vực trung tâm thành phố.